Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà hai mặt tiền. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài gần 20, có hướng chính đông. Nhà này view hai mặt tiền. Mặt tiền bên hông này rộng khoảng 10m và đường trước nhà này rộng khoảng 10m thông. Ở đây mình có thể vừa ở mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt, đường thông nhé. Ở đây đang xây dựng được khoảng 50% rồi. Dân cư ở đây ở rất là an ninh nhé. Đây là mặt tiền bên hông của căn nhà này. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế dạng mặt tiền máy thái hình chữ A, trên chủ nhà lập ngói thái luôn, rất là mát mẻ. View bên hông này, chủ nhà để 6 cửa hông bên hông này nha. Mình có thể kê bàn ghế bán cà phê ngay bên hông này. Bây giờ mình đi vào cửa chính căn nhà nha. Cửa chính căn nhà được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh rộng và trên cùng lập ngói thái. Nhà này lập ngói thái hết từ trên xuống dưới nhá. Ban công vuông, cột tròn, rất là đẹp. Bây giờ cùng em di chuyển vào trong để khám phá căn nhà nhé. Vỉa hè phía trước rộng khoảng 4m này. Nhà này chừa sân phía trước chiều dài khoảng gần 5m. Hai bên đây chủ nhà trồng cây cảnh bên hông này rất là đẹp này. Trước đây mình có hai cột vuông phía trước, trên cùng là mái chữ A. Nhà này lợp toàn ngói thái nhé. Di chuyển vào trong, mình có cửa chính ở đây. Chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha cộng kiến cường lực 4 cánh ngay không gian cửa chính này. Bác nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn nhé, hoặc ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Nhà này cách ngã tư Bình Chuẩn chỉ khoảng 1 km thôi, ngay nhà thờ Bà Trà, ngay ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn. Trong đây là không gian phòng khách. Phòng khách được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80. Bên hông phòng khách này có cửa sổ bên hông này, nhôm sinh pha 4 cánh này, được chủ nhà hàn bao một lớp song tròn ở trong nhé. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, được chủ nhà giật 3 cấp, thiết kế rất là đẹp nha. Trang trí các đường gân, đường chỉ cũng như hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ngay không gian của phòng khách này. Bên đây mình có cầu thang, được chủ nhà làm cửa rổ, cửa ổ cắm xe và kiến cường lực. Bên đây mình có vách được chủ nhà ốp gạch lên tới khoảng 1,5m nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong. Ở đây có không gian căn bếp rất là rộng này. Ở đây mình kê bàn ghế ăn 4 ghế, 6 ghế thoải mái nhé. Đây có chỗ để tủ lạnh hai cánh cũng như máy giặt ngay dưới gầm cầu thang này. Bếp thì được chủ nhà làm tủ gỗ căm xe, rất là đẹp nha. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực. Đây, chủ nhà một hai hôm nó sẽ ốp kiến cường lực ngay không gian này nha. Một dàn tủ gỗ căm xe ngay không gian bếp này. Bên đây có tủ rượu mini nha. Chủ nhà hoàn thiện căn nhà này được khoảng 95% rồi, chỉ còn vài chi tiết nữa là xong. Phía trên không gian của căn bếp này, chủ nhà trang trí hệ thống trần hộp, đèn LED cũng như đèn trang trí ngay không gian này rất là sắc nét nhé. Ở đây mình có phòng ngủ ở cuối căn nhà này. Phòng ngủ này rộng khoảng 10 đến 12 mét vuông. Phía trên đã được chủ nhà đi đường âm máy lạnh hết đầy đủ rồi. Ở đây mình có phòng vệ sinh ở phía cuối này,
Phòng vệ sinh này rất là rộng nha. Ở đây có chậu rửa mặt xinh xắn, vòi tắm đứng sen thuyền cũng như bàn cầu đúc tô tô. Phòng tắm này được chủ nhà ốp gạch cao lên tới trần luôn rồi. Nhìn rất là sạch sẽ, rộng rãi nha. Cửa chính cũng làm cửa nhôm sinh pha. Bây giờ mình cùng nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nha. Bác nào đang có kế hoạch xây nhà sắp tới thì có thể xem kỹ video này để mình có thể áp dụng xây theo. Hoặc là bác nào có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương cũng như Sài Gòn hoặc căn này thì liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình. Hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn hoặc ngã tư Miếu Ông Cù hoặc cổng nhà thờ Bà Trà, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Cầu thang được chủ nhà làm gỗ gõ đỏ và kiến cường lực. Bậc thì được chủ nhà làm đá hoa cương màu đỏ rất là đẹp nha. Mình cũng không biết tên đá này là gì luôn. Bên đây mình có ban công bên hông này. Ở đây mình có phòng sinh hoạt chung này, ngay không gian này nhá. Đây là phòng ngủ thứ hai. Di chuyển phía cuối này mình có phòng vệ sinh ở phía cuối căn nhà này. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi nhá. Vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc tô tô. Chủ đế chiều ngang của phòng này chiều ngang khoảng 1m6, chiều dài 4m, rất là rộng rãi. Ở đây có chậu rửa mặt xinh xắn ngay phía cuối căn nhà này luôn. Bây giờ mình sang xem phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ phía trước nhé. Các anh chị nào đang xem, nếu thấy căn nhà đẹp thì hãy tặng cho mình xin một like và đừng quên ấn chuông để nhận thông báo những video mới nhất mình đưa lên để cho quý vị nhìn anh chị mình tham khảo nhé. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ rất là rộng rãi nhé. Phòng thờ phía trước này. Đây có cửa bốn cánh, cửa nhôm sinh pha. Phía trước mình có ban công, chủ nhà làm song sắt đúc, sơn màu vàng rất là đẹp nhé. Trên toàn ngoại thái luôn. Ở đây đang có 3-4 căn đang gửi bên mình ra bán. Căn nhà này đang được chủ nhà giao với giá là 3.200.000 đồng. Một mức giá rất là ok cho quý bác nào muốn sở hữu nha. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.